Ok, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài VS Code và Platform.io để code cho SP32 hoặc là Arduino. Đầu tiên các bạn vào cái trang codevisualstudio.com, rồi các bạn ấn vào cái phần Download for Windows. Sau đấy thì nó sẽ download được một cái file là VS Code User Setup. Bạn click vào. Accept, Next, 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 Install. Lưu ý là các bạn sẽ phải cài Python trước khi mà các bạn cài VS Code nhé. Thì để mà kiểm tra xem mình đã cài Python hay chưa thì các bạn vào cmd, bạn gõ là Python xv. Đấy, nếu nó hiện lên cái phiên bản của Python có nghĩa là các bạn đã cài được Python rồi. Sau đó các bạn ấn Finish. Rồi, trong phần Platform.io này thì các bạn ấn vào extension. Trong phần các bạn sẽ gọi cho mình là platform io. Thì các bạn ấn install. Rồi, ok. Sau khi install xong thì nó sẽ hiện lên cái biểu tượng ở đây. Nếu mà các bạn không thấy nó hiện lên biểu tượng đây thì các bạn sẽ tắt cái VS Code đi và bật lại. Thì nó sẽ load cái phần extension lên cái trang này, trên cái thanh này. Ok, mình sẽ tắt đi bật lại. Rồi, trong phần Platform.io thì các bạn sẽ chọn vào Python Home này, Open này. Rồi sau khi mà nó đã run thành công, các bạn phải chờ một lúc ấy, thì các bạn sẽ hiện ra cái sổ Vhome như này. Thì để mà tạo project mới thì bạn ấn New Project này. Đấy, thì các bạn sẽ chọn đây. Ví dụ mình sẽ tạo cho cái con SP32. Dev kit. Chọn framework là Arduino hoặc là IDF. Bạn chọn cái thư mục của bạn muốn lưu, mình muốn lưu vào ổ D đi. Finish. D này. New folder này. Test. Rồi, finish. Project name thì bạn có thể đặt một cái tên. Test một cái. Finish. Ok, sau khi tạo thành công thì các bạn ấn tích vào Trust Author này. Yes, Trust Author. Thì đây chính là cái phần code của chúng ta. Chúng ta sẽ code vào trong phần này. Ok. Chúc các bạn cài đặt thành công.